Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Hà My Nguyễn Vlog TV. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến cả nhà. Hôm nay em xin chia sẻ một cái món ăn dân dã đậm chất của người miền quê, đó là hến xào hẹ bông. Bây giờ xin mời cả nhà vào bếp và cùng thực hiện với em món hến xào hẹ bông nha. Đây là những nguyên liệu mà mình cần chuẩn bị. Đây là hến. Hến em đã luộc bỏ vỏ và sơ chế sạch rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần việc xào thôi. Cái khâu mà sơ chế thì cả nhà mình ai cũng biết, nên em xin bỏ mạn phép bỏ qua cái giai đoạn này. Rồi cái thứ hai nữa là cái hẹ bông. Thì hẹ bông mình mua về mình cũng lặt sạch và cũng rửa và cũng cắt khúc như thế này, giống như em đó. Rồi tiếp nữa là gia vị và dầu và tỏi để mình phi cho nó thơm. Và xong hoàn thành cái món xào rồi thì góp vui cùng cái món xào, đó là cái chén nước chấm, thì nó sẽ hài hòa cái món ăn của mình hơn, nó đậm vị hơn đó. Cái chén nước tương cắt vài khoanh ớt bỏ vào đó, rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình bắt tay vào thực hiện cái món này nha. Rồi bây giờ là mình bật bếp lên, phi tỏi cho nó thơm. Em chuẩn bị sẵn hết để làm khỏi làm mất thời gian của cả nhà, mà nhưng nó sẽ bỏ qua nhiều cái chi tiết, chẳng hạn như là mình băm tỏi đồ này nọ đó, thì mấy cái đó nó cũng hấp dẫn, nhưng mà em sợ là mình làm nhiều quá thì sẽ cả nhà sẽ không có theo dõi hết cái video của em, nên em sẽ rút ngắn lại. Đó, bây giờ là nó vàng rồi đó, nó thơm rồi đó. Cho gia vị vào luôn để cho cái hến nó được đậm đà, cái thịt hến. Đảo một cuốn nữa cho nó đều, tại vì cái hến mình đã chín rồi, mình không cần cho nó chín nữa cả nhà. Mình cho nó hòa quyện cái mùi tỏi phi nè và gia vị nè, đó cho nó đều để cho cái thịt hến mình ngon ha. Rồi bây giờ là được rồi, mình cho cái phần hẹ vào luôn. Hẹ này nó cũng nhanh chín nữa, mình cũng đỡ nhanh tay, đừng để chín quá thì nó cũng sẽ không ngon cả nhà. Thơm quá, hấp dẫn lắm cả nhà ơi, rất là hấp dẫn. Mùi của hẹ nè, mùi tỏi nè, mùi hến hòa quyện lại tạo thêm một cái mùi làm mình đói bụng luôn á. Mình cứ nói ăn rất là ngon, hấp dẫn. Em xào này em thấy hấp dẫn, em thấy là kích thích cái vị giác của mình luôn rồi đó.
thả bớt nữa. Bếp đi là vừa đó, cái mẹ của mình nó cũng đã mềm rồi, mình không cần phải xào lâu cái bông mẹ này đâu nha, tại vì mình xào lâu quá thì nó sẽ không ngon, mẹ này nó cũng nhanh chín. Bây giờ là mình tắt bếp lên, với lại cái nhiệt độ mà của bếp nó đang còn đó, mình cứ đảo một xíu nữa là vừa luôn. Nhà một chút nữa xong nó cái mình bày ra cái dĩa thì có thể là mình rắc lên một xíu tiêu cho nó thơm, nhưng mà em không có rắc tiêu là do hai bé nhỏ ăn nên là em cũng sẽ không có trang trí cái tiêu lên. Ở nhà mình ăn thì có thể là bỏ một ít xíu tiêu lên cái mặt đó nhìn cho nó hấp dẫn, có vị tiêu nó cũng thơm, ăn cũng ấm lòng. Đó, đều rồi đó, là cũng xong rồi, vừa chín luôn. Đó, nhiệt độ bếp của mình em để là tắt bếp là tới giờ vẫn xào được. Đó nên là mình trong quá trình xào mình canh cái lửa cho nó vừa, cũng hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Ngon lắm, kích thích cái vị giác luôn buổi trưa. Rồi xong rồi, bây giờ thì mình sẽ cho ra dĩa nha. Rồi xong cả nhà ơi, mình đã bày ra dĩa rồi, nhìn thật là hấp dẫn đúng không cả nhà. Rồi cái hoàn thành món của em đến đây là đã xong rồi. Và cũng kết thúc một cái sự chia sẻ về một cái món ăn mới của người dân giả vùng quê. Em chân thành cảm ơn cả nhà đã xem và luôn ủng hộ em. Xin hẹn là gặp lại những cái video tiếp theo. Em sẽ chia sẻ những cái món ăn của bản thân mình đến với cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và em xin chào.